Ngày 10 tháng 8, một lãnh đạo công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Nghĩa, 36 tuổi, quê Nghệ An, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hoàng Văn Nghĩa là tài xế điều khiển xe container, gây ra vụ tai nạn tại chợ 312, xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil, khiến 3 người tử vong. Theo dữ liệu từ Cục Đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo do Nghĩa lái có vận tốc 84 km/h, vượt 40% vận tốc cho phép ở đoạn đường này. Camera an ninh ghi lại, trước khi container tông vào nhà dân, xe đầu kéo do Nghĩa cầm lái đã va chạm với một container khác chạy phía trước và lao với tốc độ rất nhanh. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh, khoảng 8 giờ 15 phút ngày 25 tháng 7, tài xế Nghĩa điều khiển container mang biển kiểm soát 50H, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, hướng Đắk Nông đến Đắk Lắk. Đến khu vực chợ 312, đã xảy ra va chạm với xe container do tài xế Nguyễn Sĩ Trường, trú tỉnh Nghệ An, điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Sau va chạm, xe của tài xế Nghĩa đã lao vào nhà dân bên đường khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương.